Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin trước Liên Hợp Quốc Tổng thống Trump lên án Trung Quốc, Cuba, Cộng sản đến ngày tàn. Cái sự kiện diễn ra gần đây nhất đó là việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp phiên toàn thể và trong đó có sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như những cái đại diện cán bộ cấp cao khác của các nước. Và hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2019, phát biểu trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Donald Trump đã công kích mạnh mẽ Trung Quốc và hình ảnh mà các bạn có thể xem và được chia sẻ một cách rất rõ ràng và cụ thể. Đây là ông Donald Trump. Tổng thống Donald Trump nói Trung Quốc ăn cắp thủ đoạn và nói về dân chủ tự do của Hồng Kông. Cùng với phát biểu này, ông lên án mạnh mẽ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã đem lại đau khổ cho nhân loại và đưa đến cái chết cho hàng trăm triệu người dân trên thế giới. Và những cái phát biểu như vậy của ông Tổng thống Mỹ không hề được Việt Nam miêu tả một cách đầy đủ và chi tiết, và họ đã cắt bớt những cái phần rất quan trọng này. Chính vì vậy mà các bạn nên tìm hiểu thêm những cái thông tin tại những cái trang báo độc lập ở quốc nước ngoài như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hoặc là đài RFI, RFA, hoặc BBC, hoặc Thời báo DE và một số trang báo độc lập khác. Và ông nói rõ kể từ khi Trung Quốc được cho vào Tổ chức Thương mại Thế giới, lý thuyết nói rằng Trung Quốc sẽ thay đổi, dân chủ hơn, nhưng hóa ra thì đã sai lầm. Và các bạn có thể chứng kiến những hình ảnh được chia sẻ rất rộng rãi ở nước ngoài. Đấy là việc mà Phật giáo Tây Tạng bị Trung Quốc đàn áp, và những hình ảnh này là Việt Nam cũng không đăng tải cho người dân được biết, và họ đã giấu giếm hoàn toàn những cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc đối với ngay bản thân người dân của họ. Thì đây là điều rất nghiêm trọng và chính phủ Việt Nam nên xem xét lại cái việc truyền thông của nhà nước cần phải theo dõi và đăng tin một cách trung thực. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ là những cái người ở Tây Tạng đã bị cảnh sát và lực lượng vũ trang của Trung Quốc tấn công và đánh khi họ không có vũ khí gì cả và họ chỉ làm công tác tôn giáo của họ mà thôi. Và nguyên tắc pháp quyền của Trung Quốc cũng không tiến bộ mà còn sa sút hơn trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump cũng nói vậy. Và cụ thể chúng ta có thể xem những hình ảnh mà Trung Quốc đã làm, đó là việc bắt giữ hoặc là những cái người của họ, của Trung Quốc mà không đưa ra xét xử trước đó và không có bất kỳ một phán quyết nào của tòa. Đó là việc khi ông về thăm quê, giám đốc Interpol người Trung Quốc đã mất tích. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng mới đây đã thông tin phát hiện Pháp đang tích cực điều tra về sự biến mất bí ẩn của giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, viết tắt là Interpol, Mạnh Hoàng Vĩ. Ông Mạnh đã rời trụ sở Cảnh sát Quốc tế ở Interpol, Lyon, Pháp về Trung Quốc một tuần trước. Tuy nhiên, đến nay không có tin tức gì về người đàn ông 64 tuổi này kể từ khi ông trở về Trung Quốc. Tờ báo Hồng Kông, Trung Quốc trích nguồn giấu tên lại cho rằng ông Mạnh Hoàng Vĩ đã bị đưa đi khi vừa đặt chân tới Trung Quốc và đang trong một cuộc điều tra. Ở đây hình ảnh của các bạn thấy thì khi Trung Quốc họ làm và họ bắt giữ những cái người mà họ mong muốn thì không được pháp luật, trước đó không có phán quyết của tòa mà họ vẫn làm, và rất nhiều những hiện tượng xảy ra khác nữa. Và theo Tổng thống Mỹ, Trung Quốc là một nền kinh tế thứ nhì của thế giới mà vẫn nhận cái quy chế quốc gia đang phát triển là không công bằng. Ông gọi đó là cách Trung Quốc lợi dụng hệ thống thông lệ quốc tế. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem đó là việc phản ánh của một bài báo cũng đã đưa rất tin rất rõ ràng khi Trung Quốc đã phát triển và rất mạnh, nhưng họ vẫn nhận những cái kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc vẫn cố vay hàng tỷ USD lãi suất thấp của World Bank. Mặc dù là nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới, song Trung Quốc đang vay hàng tỷ USD mỗi năm từ Ngân hàng Thế giới với lãi suất thấp theo một nghiên cứu được công bố hôm 10 tháng 1. Theo CNBC, Trung tâm Phát triển Toàn cầu cho thấy Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế của World Bank đã cho Trung Quốc vay trung bình 2 tỷ đô la mỗi năm. Đáng nói, tính đến nay, Trung Quốc đã vay tổng cộng hơn 7,8 tỷ đô la kể từ khi nước này vượt qua ngưỡng thu nhập thấp để được cho vay vào năm 2016. Theo đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc World Bank cho Trung Quốc vay nợ trong khi siết chặt các khoản vay cho các nước khác. Thì đây là điều không công bằng, và một số bài báo trong nước cũng đã đăng, và rõ ràng là Trung Quốc cần phải có những cái thái độ rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và bên cạnh đó thì một nhà ngoại giao Mỹ cũng đã chia sẻ trong bài báo gần đây nhất về việc Trung Quốc đe dọa bắt nạt Việt Nam và các nước ASEAN, và đây là thể hiện Trung Quốc không tôn trọng luật pháp quốc tế. Và suốt trong thời gian gần 3 tháng qua thì họ đã đưa tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hải cảnh xâm nhập và thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và điều đó đã gây
rất nguy hiểm đến quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như không đếm xỉa đến luật biển 1982 mà Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nước khác đã ký. Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ về các vấn đề châu Á David Stever vừa ra trước một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 9 năm 2019 lên án các hành vi đe dọa bắt đạt của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước ASEAN để đẩy mạnh nghị trình khu vực của mình. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, trợ lý Ngoại trưởng David Stever tố Trung Quốc là tìm cách gây ảnh hưởng bằng cách một mặt chiêu dụ một số nước và mặt khác bắt nạt các nước như Việt Nam để đẩy mạnh nghị trình của Bắc Kinh giữa một cuộc đôi co đang leo thang với Hoa Kỳ về vấn đề chiến lược và thương mại. Thì hình ảnh các bạn có thể thấy, bài báo đã được đăng tải ở trên những cái trang quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài FAFI, nhưng những thông tin cụ thể mà việc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam như thế này thì đài trong nước không hề đăng tải cho người dân, và các bạn phải tìm hiểu thêm ở báo chí quốc tế. Và ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, liệt kê lại các cáo buộc ông đã nêu ra từ trước đến nay và cho rằng Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ, dùng thủ đoạn để khai thác thế mạnh tiền tệ đối với Mỹ. Ông cũng cảnh cáo Trung Quốc hãy tôn trọng hiệp ước đã ký với Anh về Hồng Kông và đảm bảo dân chủ tự do cho cái lục địa này. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy gần đây nhất ở trên trang của quốc tế đã đăng, là George Wong và các nhà hoạt động Hồng Kông trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm ngày 17 tháng 9 2019. Đến Mỹ, George Wong kêu gọi thông qua dự luật Hồng Kông. George Wong cùng các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông để chống lại hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tại thành phố này. Thì đây là một bằng chứng rất rõ ràng về việc bản thân nhân dân Hồng Kông đã đứng lên để đấu tranh cho cái tự do và nhân quyền của mình. Hội đồng nhân chứng cũng kêu gọi các thành viên của Ủy ban Trung Quốc phải có hành động để có thể tác động đến nền kinh tế Hồng Kông. Bắc Kinh không thể có cả hai gặt hái tất cả những lợi ích kinh tế từ vị thế của Hồng Kông trên trường quốc tế trong khi xóa bỏ bản sắc xã hội chính trị của thành phố. George Wong, Tổng thư ký Đảng Democrats của Hồng Kông phát biểu. Các thành viên của Quốc hội tại phiên điều trần cũng thúc đẩy việc xem xét vị thế thương mại đặc biệt của Hồng Kông. Hoa Kỳ và các quốc gia khác có lựa chọn chính xác vì Bắc Kinh được hưởng lợi từ vị thế đặc biệt của Hồng Kông. Một vị trí đặc biệt đã biến Hồng Kông trở thành một trung tâm tài chính quốc tế đã được xây dựng dựa trên những hứa hẹn của Trung Quốc trước thế giới mà họ tìm cách phá vỡ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên Đảng Cộng Hòa, đồng chủ tịch Ủy ban Trung Quốc của Quốc hội Mỹ cho hay như vậy. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng về phiên điều trần mà trong nước, ở Việt Nam cũng không đăng cho người dân, và các bạn nên tìm hiểu thêm ở trang ở nước ngoài. Và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để có thỏa thuận thương mại, nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ. Và điều này các bạn có thể nhận ra rất rõ, đó là việc Mỹ liên tục đã nâng mức thuế rất cao lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ. Và gần đây nhất là tổng số tiền mà Mỹ đánh thuế lên tất cả 550 tỷ đô la hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ. Và hiện nay chính phủ Mỹ đang đe dọa nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc thì những mặt hàng này có thể phải bị đánh thuế từ 50 thậm chí đến 100% những sản phẩm nhập từ Trung Quốc. Và điều đó gần như là cấm vận với Trung Quốc, tức là hàng hóa Trung Quốc khó có thể vào Mỹ vì giá thành lúc đó bị tăng lên gấp đôi và rất nhiều khó khăn. Và bên cạnh đó thì những cái hãng sản xuất tại Trung Quốc sẽ tìm mọi cách chạy khỏi đất nước này để sản xuất và xuất khẩu vào Mỹ thì sẽ được ưu đãi thuế và không bị đánh thuế cao. Điều đó cũng sẽ làm cho tình hình Trung Quốc sẽ rối loạn hơn khi mà Mỹ đánh thuế cao đối với những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Về Venezuela, ông Donald Trump gọi Tổng thống Maduro là con rối của Cuba, và điều đó các bạn cũng đã thấy chứng kiến trong thời gian vừa qua, liên tục có những cuộc biểu tình rất lớn tại đất nước xã hội chủ nghĩa này. Và hiện nay Venezuela, người dân ở đây có đời sống rất thấp vì đồng tiền đã mất giá và cái nền kinh tế gần như đã sụp đổ. Và tại Cuba thì các bạn cũng đã biết kinh tế của Cuba cũng đang ở tình trạng rất xấu và người dân gần như là bị thiếu hụt về lương thực nhiều, cho nên gần đây chúng ta đã chứng kiến việc Cuba sang Việt Nam xin viện trợ lương thực và xin giống ngô, mà một hình ảnh mà các bài báo trong nước đã đăng rất rõ, đó là thủ tướng tiếp tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, tổng tham mưu trưởng Cuba mong muốn Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Đây là bài báo được đăng chiều nay. Tiếp thượng tướng
Los Mira, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp Cuba vượt khó khăn, nhất là trong cung cấp lương thực. Thì như vậy rất rõ ràng là việc Cuba sang để xin lương thực, viện trợ lương thực từ Việt Nam là một cái điều mà các nước xã hội chủ nghĩa đang phải làm. Tuy nhiên Cuba cũng khẳng định quan hệ Việt Nam và Cuba là quan hệ mẫu mực trên thế giới hiện nay. Thì tuy nhiên cái điều này cũng rất khó có thể kết luận, bởi vì các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam gần 3 tháng, nhưng Cuba không hề lên tiếng ủng hộ Việt Nam, không phản đối Trung Quốc và họ im lặng hoàn toàn. Và phía Cuba cũng mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Cuba về giống ngô, chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô hiện đạt năng suất rất thấp. Để đẩy mạnh canh tác, quân đội Cuba đã chuẩn bị sẵn sàng đất đai. Từ lâu, quân đội Cuba đã đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực cho đất nước. Đấy, điều này là các bạn cũng thấy rất rõ ràng là quân đội Cuba bây giờ để sản xuất lương thực. Thì như vậy là cái nền kinh tế đã xấu đến mức nào. Và chúng ta tưởng tượng đến thời kỳ bao cấp của Việt Nam trước đây cũng không tệ đến như thế. Thì những cái nước mà xã hội chủ nghĩa còn lại thì càng ngày cuộc sống người dân càng đói khổ. Và đấy là điều mà chính phủ những nước này nên xem xét lại đường lối của mình. Và Tổng thống Donald Trump có nói thêm chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang, và ông kết luận rằng chúng chỉ đem lại nghèo đói và có điểm chung là chỉ phục vụ quyền lợi của người cầm quyền mà thôi. Điều đó các bạn cũng thấy rất rõ ở trong nước, ở ngay tại Việt Nam với thể chế cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa thì những quan chức của Việt Nam luôn giàu lên một cách mau chóng bằng hình thức tham nhũng đất đai, bằng lợi dụng chức vụ của quyền và quyền lực để cấu kết và sở hữu những khu vực rất rộng lớn như cận cảnh biệt thự biệt phủ của gia đình giám đốc sở Yên Bái. Các bạn cũng đã thấy hình ảnh mà trong thời gian vừa qua, và với những hình ảnh như thế này thì rõ ràng có thể quy kết vào việc không giải trình được tài sản và là tội tham nhũng cũng như là những cái tội khác, thì chắc chắn những cái cán bộ cấp cao của Việt Nam này cũng phải chịu hình phạt trước pháp luật. Và ngoài ra Tổng thống Donald Trump còn nói thêm hai chủ nghĩa này là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã giết chết 100 triệu người và cam kết Hoa Kỳ sẽ không bao giờ theo chủ nghĩa xã hội. Trước đó một năm thì các bạn cũng đã chứng kiến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 25 tháng 9 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm cho các nước cộng sản và chủ nghĩa xã hội hoảng sợ khi ông tuyên bố như sau. Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những nước giàu nhất trên trái đất. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã làm phá sản một quốc gia dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực. Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn thèm khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người. Đây là hình ảnh này. Và với những thông tin này thì đây là thông điệp rất rõ ràng cho Việt Nam, và kể từ đó thì Việt Nam có lẽ đã bắt đầu có những chuyển đổi nhất định. Nhưng cái lần phát biểu lần này vào năm 2019 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đề cập đến Việt Nam, mặc dù Việt Nam cũng là một thể chế cộng sản và theo chủ nghĩa xã hội, và họ cũng đang gây đau khổ cho người dân Việt Nam vì vẫn tiếp tục duy trì một cái thể chế đã cũ. Nhưng điều này có lẽ gần đây Việt Nam đã có những quan hệ gần gũi hơn và thân thiết hơn với Mỹ thông qua các hoạt động kinh tế, hoạt động quân sự ngày càng mạnh mẽ, và cả hai nước đều cùng chung một mục đích là kiềm chế Trung Quốc, nên Mỹ chưa chỉ trích chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng có thể là một cơ hội để Việt Nam nhìn lại mình và mạnh dạn vứt bỏ lý thuyết lỗi thời và tàn ác đó để gia nhập thế giới văn minh, dân chủ và tự do. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy để lại những bình luận và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.